Ông nào? Iron Man là cái ông là ông đóng là ông là Tony Stark. À, ông đóng là người sắt à? Mà là này để tao không biết. Được hết. Đúng rồi. Ông mất rồi. Hả? Ông nào ông mất chưa? Chưa. Có ông Soros á. Đốt Soros á. Ông đó ông lúc nào? Ủa? Ông Steve Jobs á. Ông mà ông chủ của cái trái táo cắn dở. Ông đó mới mất. Mới mất cái tay. Còn ông Bill Gates vẫn còn. Còn sống. Chứ ông Fidel Castro là ông mới mất nè. Dạ. Ở chủ tịch Cuba đó. Fidel á? Ừ. Ủa? Cái này chi vậy? À, Fidel Castro đúng rồi. Ừ, cũng một trong hai người giàu nhất thế giới. Bây giờ có mấy người gần bằng nhau. Mỗi năm mỗi khác mà không có rõ. Ai đã gặp ai vậy? Sumo. Ừ. Mấy đồ dùng thường ngày của người Nhật á hả?
nhân viên phục vụ là vậy hả? Đâu? À. Sao kia? Còn thấy cái cây me trong nhà hàng luôn không? Dạ. Cây me kìa. Cũng đẹp quá ha. Và cái hình này là người ta chụp ở ngoài vũ trụ, ba là người ta đưa vô sách học địa lý của con rồi. Yeah. Sách khoa học á. À. Cuốn này nhà mình có chưa? Chưa. Ông Michel Gernat là ông tham gia được 4 chuyến vào vũ trụ và tổng thời gian ông bước đi cho vũ trụ lên tới hơn 23 tiếng đồng hồ thì quá trời luôn. Không. Gì? Con muốn mua không? Ông nội cho tao con tiền đó. Tao muốn.
ba mặt mặt trời bằng hai vị trí. Ừ. Muốn mua không? Muốn mua lấy cuốn đó đi chị Nhạc coi. Hả? Lấy con nó đi về nhà mình rảnh mình coi. Lại tính tiền đi. Cái gì mình ở mấy cái nước lạnh lạnh mấy xíu châu Âu rồi. Ừ. Mình thấy mấy người tụi này sao sẵn đúng mặt trái thất vật giờ còn con mua thì con lựa cái cuốn nào mà còn mới cứng á. Coi con ơi, con đọc đứng nó đọc hồi tới chiều luôn á. Hỏi chú coi. Hỏi cô kìa, hỏi cô kìa, con kia kìa. Không biết lắm mà con lật hoài không thấy mấy cái này. Ừ. Con lựa cuốn mới đi, lựa cuốn mới đi, cuốn đó mà con cuốn nó nhiều người lật lắm. Cuốn mình dưới có mấy cuốn mới cứng luôn á. Cuốn nó để dành trưng bày cho người ta coi, thấy không? Rồi lại cô tính tiền kìa.
Nè, lấy tiền đi cho bà. Ú, bao nhiêu tiền? Sao có đứa có 50 à? Sao đủ? Em sao mua thì lấy tiền gì? Lấy ra tầm 200 rồi nha bà. Đúng rồi. Rồi đưa tiền, đưa bóp ra cho bà. Để mà nó rớt tổ hết á. Rồi, để cái sách kìa. Nhét nhét cái bó đơn vô. Nhét bó đơn vô trong trong cái bọc. Là người ngoài anh cũng có thật. À. Không có nhiều người ý là người ngoài anh cũng không có thật. Theo con thì sao? Theo con không biết. Không biết à? À. Ôi con thấy ngọn hải đăng chưa? Hải đăng buổi tối rồi nó là mới thấy nguyên cái đỏ đó nữa. À. Cái đèn á.